App vay tiền online nhanh trong ngày chuyển khoản 24 trên 24 uy tín. Vay tiền online là hình thức cho vay khá mới và chỉ bắt đầu rộ lên trong thời gian gần đây. Thủ tục hồ sơ vay đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân, nhận tiền giải ngân nhanh sau 5 phút đăng ký hồ sơ với lãi suất 0% dành cho khách hàng đăng ký lần đầu. Hạn mức vay được hỗ trợ từ 1 triệu đến 25 triệu với kỳ hạn khoản vay tối đa lên đến 3 tháng là những ưu điểm tuyệt vời của hình thức vay tiền nhanh trong ngày. Hãy cùng VnCas 24 giờ tìm hiểu chi tiết về gói vay tiền online 24 trên 7 tại nhà này nhé. 10 app vay tiền online nhanh uy tín chuyển khoản 24 trên 24 mới nhất 2022. Dưới đây là danh sách 10 app vay tiền online uy tín, vay dễ duyệt nhanh mới nhất 2022. Bạn có thể lựa chọn và đăng ký vay ở nhiều app vay tiền nhanh chỉ cần chứng minh nhân dân khác nhau để tăng khả năng đậu hồ sơ. Crazy duyệt hồ sơ vay cực dễ. MONEYCAT, hỗ trợ khoản vay lên đến 6 triệu giải ngân 24 giờ Tamo, chỉ cần chứng minh nhân dân là được duyệt vay. Senmo, hỗ trợ lãi suất 0% cho khách vay lần đầu. Tiền ơi, hỗ trợ hạn mức vay từ 1 triệu đến 10 triệu với lãi suất 0%. Robocast, duyệt vay nhanh 24 trên 7. ATM Online, xét duyệt tự động với hạn mức vay cao. Doctor Đồng, giải ngân ngay sau 15 phút đăng ký hồ sơ. On Credit, hỗ trợ nợ xấu. Vay VND, không thẩm định người thân. Vay tiền online là gì? Vay tiền online là một hình thức cho vay tín dụng thông qua nền tảng website trên máy tính hoặc các ứng dụng app vay tiền trên điện thoại di động, mà chúng ta có thể gọi chung là dịch vụ H5 vay tiền online. Để vay tiền theo hình thức này, bạn cần đăng ký và điền các thông tin cá nhân theo mẫu hồ sơ được thiết kế sẵn trên các nền tảng trực tuyến và tổ chức tài chính cho vay sẽ xét duyệt hồ sơ của bạn dựa vào các thông tin mà bạn cung cấp và lịch sử tín dụng của bạn. Sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ của bạn phù hợp thì tổ chức tài chính hỗ trợ vay tiền online sẽ thông báo qua điện thoại và bạn sẽ nhận được tiền giải ngân về tài khoản ngân hàng mà không cần gặp mặt. Ưu điểm Ưu điểm nổi bật nhất của hình thức vay tiền nóng online trực tuyến chính là sự tiện lợi. Bạn hoàn toàn có thể ngồi tại nhà và nhận được tiền giải ngân về tài khoản ngân hàng chỉ trong vòng 24 giờ. Ngoài ra thì với các hình thức vay tiền online chuyển khoản 24 trên 7, thủ tục hồ sơ cũng cực kỳ đơn giản khi chỉ cần có chứng minh thư nhân dân, chứng minh nhân dân là đã được hỗ trợ vay và cũng không cần phải chứng minh thu nhập. Bên cạnh đó, có một số công ty tài chính còn cho khách hàng cũ vay lại với số tiền cao hơn, số tiền vay được giải ngân ban đầu. Một số đơn vị còn miễn 0% lãi suất và phí cho khoản vay đầu tiên lên từ 7 đến 15 ngày. Hạn chế. Vay tiền qua mạng thì người cho vay thường sẽ không gặp mặt khách hàng và cũng không yêu cầu hồ sơ giấy tờ phức tạp, nên giới hạn khoản vay được giải ngân thường sẽ rất thấp chỉ từ 1 triệu đến 15 triệu, với các khách hàng vay lần đầu. Ngoài ra thì thời hạn phải thanh toán khoản vay cũng khá ngắn, chỉ từ 90 ngày. Tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng cho vay tiền với hạn mức đến 90 triệu và thanh toán hợp đồng vay tín dụng lên đến 24 tháng. Phí phạt trả chậm khá cao so với các hình thức vay khác, do đó các bạn cần theo dõi thường xuyên lịch trả nợ hàng tháng, tốt nhất cố gắng thanh toán nợ sớm trước ngày thanh toán 2 đến 3 ngày. Ngày càng nhiều ứng dụng núp bóng tổ thức tín dụng đen cho vay với lãi suất rất cao, vì vậy bạn cần hết sức cẩn thận, đọc review của người vay trước đó. Khi bắt đầu vay tiền online qua app, app vay tiền là gì? App vay tiền là một hình thức vay tiền trực tuyến thông qua điện thoại thông minh bằng cách tải các ứng dụng cho vay và đăng ký hồ sơ online trên các app vay tiền này. Hiện tại có hai loại ứng dụng vay tiền trên điện thoại là app vay tiền Android tải trên các chợ ứng dụng tại Play và app vay tiền iOS tải trên chợ ứng dụng tại App Store của Apple. Các công ty tài chính hoặc tổ chức tín dụng sẽ xét duyệt hồ sơ dựa vào lịch sử tín dụng của mỗi cá nhân người vay để đưa ra quyết định có giải ngân hồ sơ hay không. Thường thì các hình thức vay tiền online qua app ứng dụng đều phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu vay tiền nóng gấp trong ngày, với thủ tục hồ sơ đơn giản vay tiền bằng chứng minh nhân dân. Nếu hồ sơ được phê duyệt, hệ thống cho vay của các công ty tài chính sẽ giải ngân tiền vào thẻ ATM hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn không cần phải gặp mặt trực tiếp. Với hình thức này, bạn sẽ không phải trải qua các giai đoạn thẩm định hồ sơ dườm giả phức tạp của cách vay tiền truyền thống mà chưa chắc hồ sơ đã được duyệt. Ưu điểm khi vay tiền qua app. Thủ tục hồ sơ đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân. Lãi suất 0% dành cho khách hàng đăng ký vay lần đầu. Giải ngân tiền nhanh chỉ sau 5 phút đăng ký hồ sơ. Xét duyệt hồ sơ tự động, không tốn phí giao dịch. Khả năng đậu hồ sơ cao. Vay tiền qua app đơn giản, dễ vay dễ duyệt. Nhược điểm khi vay tiền qua app. Lãi suất khá cao khi so sánh với các hình thức vay tiền truyền thống khác. Hạn mức hỗ trợ thấp chỉ từ 1 triệu đến 15 triệu kỳ hạn vay ngắn chỉ từ 90 ngày. Cần phải cấp các quyền theo dõi để tăng khả năng đậu hồ sơ.